Đồng Tháp ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. 4 trường hợp mắc COVID-19 qua đời ở Đồng Tháp gồm 3 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và 1 trường hợp ở huyện Châu Thành. Ngày 7 tháng 7, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 2 ngày 6 và 7 tháng 7, tỉnh này có 4 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Cụ thể là tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc ghi nhận trường hợp nữ bệnh nhân 52 tuổi, ngụ tại thành phố Sa Đéc, nhập viện ngày 21 tháng 6, tử vong lúc 15 giờ 20 chiều ngày 6 tháng 7 do suy hô hấp, viêm phổi nặng, đái tháo đường type 2, suy thận mạng và mắc COVID-19. Đến 16 giờ 50 ngày 6 tháng 7, bệnh nhân 20.035, nữ 43 tuổi ở huyện Lấp Vò, tử vong do viêm phổi, nhiễm trùng bàn tay trái, suy thận mạng giai đoạn 5, mắc COVID-19. Bệnh nhân này cũng nhập viện ngày 21 tháng 6. Đến 21 giờ 15 ngày 6 tháng 7, bệnh viện tiếp tục ghi nhận bệnh nhân 20.045, nam 65 tuổi, ngụ tại huyện Lai Vung, tử vong do suy hô hấp, viêm phổi nặng, loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, khu sinh do thuốc và mắc COVID-19. Trường hợp qua đời còn lại ghi nhận tại huyện Châu Thành, nữ 58 tuổi, cách ly tập trung tại xã An Hiệp từ ngày 4 tháng 7. Ngày 6 tháng 7, người này xét nghiệm PCR dương tính với virus SARS-CoV-2 và tử vong khi đang chờ chuyển đi điều trị. Kết quả khám nghiệm tử thi chẩn đoán tử vong do mắc COVID-19 trên nền suy hô hấp, suy tim mạng, đái tháo đường. Tính từ 18 giờ ngày 6 tháng 7 đến 12 giờ ngày 7 tháng 7, Đồng Tháp tiếp tục ghi nhận 6 ca dương tính mới qua xét nghiệm PCR, gồm 3 người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh được xét nghiệm test nhanh dương tính tại khu vực sàng lọc bên ngoài của Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh. 3 người còn lại phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc gồm 1 người ở huyện Châu Thành và 1 người ở thành phố Sa Đéc. Tính từ ngày 24 tháng 6, Đồng Tháp đã có 361 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.